Blackbeard Maine, Blackbeard Maine. This is Blackbeard Actual, radio check, over. Căn cứ, chỉ huy lớp bên đây, hết. Actual, over. Roger, actual. Nghe rõ chỉ huy, căn cứ đây, nghe rõ, rõ. Roger, Maine. Nghe rõ, cả đội đã tiếp đất rồi, báo với T-Bird. Có động tĩnh gì ở khu vực này không? Chỉ huy, chúng tôi phát hiện có động tĩnh. Ở vị trí phụ, lực lượng phản ứng nhanh của địch, cách 8 km so với mục tiêu chính. Cano tác chiến sẽ đến đón các anh lúc 6 giờ. Nghe rõ không? Rõ, chỉ huy. Cậu sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi sếp à. Ta đã đi được 4,7 km tới 3 giờ 55 phút. Đi thôi. Lắp à, Leper đi, kiểm tra điện đàm, hết. Leper, Whiplash đã nghe rõ rồi. Giữ nguyên vị trí. Rõ Whiplash, bao lâu nữa các anh tới đi? Khoảng 20 phút. Chú ý, Driven đã cất cánh và đang đến chỗ của các anh. Por favor, por favor, ya no puedo, no puedo más. Không. Sếp à, phải hành động thôi. Được rồi, bắt đầu đi đi. Lực lượng có vẻ hơi mỏng, tôi muốn các anh đi cùng bọn tôi. Chef ạ, đội thuyền sắp đến rồi. Raven cũng đang đến đó. Tôi và Wimmy đang ở vị trí quan sát tốt. Giờ tôi phải tiếp tục báo cáo tình hình với căn cứ nữa. Bọn tôi sẽ ở lại đây. Rõ. Làm thật gọn nhé. Được rồi.
Whiplash à, Leopard đi. Đội đột kích sẽ tiếp cận mục tiêu sớm. Vậy yêu cầu hỗ trợ quả lực ngay. Blackbird, Whiplash nghe rõ rồi. Yêu cầu hỗ trợ quả lực thì chúng tôi sẽ đến trong vòng 15 phút nữa. Whiplash, Blackbird đi. Đã hoàn toàn kiểm soát Raven. Chief, đã vào vị trí chưa? Chief, Chief à, đợi đã. Hướng 1 giờ dưới tháp canh, thấy rồi. Đường tới cửa an toàn. Phát hiện hai tên chạy ra từ cửa sau đó. Quimmy, hướng 11 giờ trên xe tải, ghế tài xế. Thấy hắn rồi. Chết tiệt. Nào, xông vào đi. Sạch sẽ, an toàn rồi. Chiếm được mục tiêu. Chép à, tôi đến chỗ của Mickey đây. Trung úy, Chép đây. Để chiếm được mục tiêu rồi. Chờ xác nhận gói hàng.
Chú ý, Mickey bị thương. Mickey bị thương rồi, tiếp tục theo dõi. Xác nhận, cậu đã nhận hàng. Chief à, tôi lấy được điện thoại của hắn rồi. Trung úy. Chief, có hai phương tiện của địch đang đến từ hướng bắc. Cách khoảng một phút, và cậu có thể lấy xe tải ở phía tây, gặp chúng tôi ở điểm rút quân. Cô Morel à, tôi sẽ đưa cô về nhà. Tôi chỉ muốn hỏi cô vài câu thôi. Tên thật của mẹ cô là gì? Rochelle. Cô sinh ra ở phố nào chứ? Hot Spring. Được rồi, đợi lát nữa thôi. Whiplash, có địch đến từ hướng bắc. Rõ rồi, địch hướng bắc. Jack, cậu phải ra khỏi đó ngay. Và bọn tôi đang đợi cậu ở điểm rút phụ đó. Trở, các cậu à, phải đi thôi. Chết tiệt thật, sếp à, nhà mấy cái xe. Có 900 mét nữa, thì chúng tôi sẽ cứu cô ra. Sếp à, cậu ấy bị bắn vào mắt xuyên vào tay sao? Cậu ấy vẫn còn sống, phải ra khỏi đây thôi. Winnie, bọn tôi đang ra ngoài đi. Gặp nhau ở điểm tập kết. Đi, đi thôi, chạy đi. Chú ý, có động lên cánh trái. Trẻ phải thôi. Chuyện này thì chúng ta không đến được điểm trước cậu rồi. Phải tìm đường khác thôi. Bám theo đường này, bên trái. Trái. Trẻ trái đi. Cố lên của bên kia à. Này, chú bà, ta không thể đến được điểm trước phụ đâu. Cậu phải tìm cách thôi. Bám chặt vào đi. Cố lên nào, đừng bỏ bọn mình đó. Đừng bỏ bọn mình đó. Nào, Mai à, tỉnh lại đi. Đừng kìa đi ăn bạc à. Đến đỉnh đó, hạ chúng đi chứ bà, ta có thể đến được điểm tập kết rồi. Ổn đấy, báo cho Trung úy đi, nhanh đi. Trung úy, nếu tấn công đây, chúng ta không đến được điểm rút phụ. Nhắc lại, chúng ta không thể đến được điểm rút phụ rồi. Bọn tôi đang đến điểm tập kết đây, nghe rõ không? Hết. Còn một km nữa thôi, Mia, tỉnh dậy đi. Còn một km nữa đó. Cố lên Mai à, tỉnh gì đi nào anh bạn. Thôi nào Mickey, tỉnh lại đi. Ổn chứ, phía sau an toàn rồi. Rất hết. Cậu ấy đã ngừng thở rồi. Thở đi nào Mickey à, bọn tôi lên hết rồi đi. Sếp à, đưa khẩu M4 của cậu đi. Sếp à, mấy cái thuyền sao rồi? Tôi mất liên lạc với Whiplash lúc chạy ra đây. Tôi bảo họ cậu tấn công sớm, họ sắp đến rồi. Trở, cầm lấy này. Thở đi nào Mickey, cố lên Mickey à, tôi không bắt được mạnh của cậu ấy. Đừng đặt sao hết, đừng đặt sao. Tệ kiếp thực. Đặt vào đây rồi đi. Hạ chúng đi. Hãy hạ chúng đi. Địch phía sau đó. Whiplash. Bỏ điểm rút phụ. Chuyển sang điểm rút thứ ba. Chúng tôi có 8 người, 7 lính và 1 gói hàng. Gói hàng đã bị chấn thương rồi. Một lính trúng đạn ở đầu. Sẽ có đụng độ ở điểm rút.
Cái cô ấy gì thế? Mẹ kiếp, nằm xuống đi Mickey à. Đè cô ấy xuống. Cô đang ở đâu đây? Bình tĩnh đi người, anh đang làm Mickey tỉnh rồi. Mickey không sao rồi. Nằm yên đi. Bình tĩnh đi. Từ từ thôi, ta sắp thoát rồi. Chúng ta sắp thoát rồi. Mickey, cố lên anh bạn à, ta đang ở đâu đây? Ta đang đến tìm chiếc quân đó. Chuyện gì thế? Cậu vẫn ổn rồi. Cậu ăn đạm đó. Cậu đúng là một thằng lì lợm đấy. Cứu được rồi, ơn Chúa. Hãy chơi à, qua đi. Hãy qua đi. Có nước, nước đó. Xuống nước đi. Xuống nước đi. Tôi đỡ được cô ấy rồi. Cái xe đang gì đó, ra ngoài. Ra ngoài ngay. Không vô dụng đâu. Tôi có thể giúp gì cho ông? Đó có phải là medicine không? Không. Là Bram đó. Kirimo đâu? Господин Шабал. Ông chắc là Sabon. Ну, как я вам говорил по телефону, qua điện thoại rồi. Tôi có chính xác thứ ông cần đây. Прошу. Легкий, да? Chúng nhẹ đó chứ.
Ông có thể mặc nó ở bên trong áo vest. Và bên trong áo là những viên bi sứ nhỏ xíu, hàng trăm hạt. Chúng được theo vào chiếc áo và chứa một loại chất nổ lỏng mới. Sự tàn phá thật sự rất khủng khiếp. Và nó đây. Trông thì có vẻ chả có gì cả. Nó được thiết kế cho môi trường mở. Hãy tin tôi đi, trên đời này có ít vũ khí nào dùng cho một người mà có sức sát thương mạnh hơn nữa đâu. Hãy nhìn đi. Còn có gì có thể kín đáo hơn nữa chứ? Ông có thể mặc cái áo này dạo chơi thoải mái trong Nhà Trắng. Thử phát được không? Ông sẽ tới Siberia có phải gì không? Khi nó nổ thì chẳng ai toàn mạng đâu. Hãy tưởng tượng ra rằng 500 viên bi sẽ bắn ra mọi hướng, rồi bung ra theo vụ nổ lớn. Ông mang một cái thí sinh vận động thử xem, hoặc tới sòng bạc hay trung tâm mua sắm, và ông sẽ gây ra nỗi kinh hoàng cho truyền thông. Ông sẽ chứng kiến nền kinh tế sụp đổ hoàn toàn. Nhìn cậu xem, cậu trông vẫn vậy đó. Tôi có ớt hát cho ngài nhé. Không, kệ anh ta đi. Cậu biết đấy, hết lần này đến lần khác, tôi đã nhìn thấy những người bạn cũ ngày xưa. Và tôi luôn cảm thấy thất vọng. Vài thằng giờ đã nát, và số khác thì chán đời. Và tôi không thể tin nổi, tôi đã từng chơi với chúng. Này, thật tốt nếu không phải thất vọng thêm nữa, Yuri à. Đó không phải là tên tôi biết rồi. Muhammad Abu Shaban, con trai của Shaban. Thôi nào, bố cậu tên là Yigini. Mọi thứ đã thay đổi rồi. Đúng vậy, mọi thứ đã thay đổi. Và nên có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, vì tôi phải tìm một nơi để trú. Tôi không hiểu. Tôi đang bị CIA theo dõi. Và tôi chẳng có cơ may nào cả. Ngay khi có cơ hội, tôi sẽ đưa gia đình xuống phía Nam. Tôi đã không còn sức lực và ý chí để chống lại người Mỹ nữa rồi. Còn thỏa thuận giữa chúng ta thì sao đây? Người của tôi đã luyện tập cả năm nay rồi. Và tôi đã đánh hầu hết nguồn lực. Thỏa thuận vẫn còn hiệu lực, Yuri à. Vì tôi về hưu sớm không có nghĩa là tôi từ bỏ thỏa thuận đâu. Còn nhiều gì phải làm lắm. Việc phải làm chỉ là không có tôi thôi. Cậu phải tận dụng mối quan hệ của tôi chứ. Thế là bất lợi cho tôi. Này, này, im mồm đi. Hãy im mồm đi. Thôi mấy chuyện nhảm nhí của cậu đi. Sẽ không hay đâu. Thì chẳng đi đâu cả. Cậu không được thay đổi thỏa thuận đâu. Chẳng có gì thay đổi cả. Cậu vừa nói mọi thứ đã thay đổi rồi. Thế là sao? Là sao hả? Cậu có biết cậu phải làm gì để đến được đây không? Cậu có biết cậu đã phải hy sinh những ai để đến đây không? Cậu có biết không chứ? Không đâu, tình huống à. Cậu sống những nơi người nhà thế này, cậu sẽ không biết. Và không quan tâm thì đúng hơn. Này Chip à, tình hình Mickey thế nào rồi? Bị mất một mắt, nhưng cậu ấy vẫn còn cứng cựa lắm đấy. Nó là vụ vừa rồi một chút. Nhiệm vụ hạ bọn khốn đó và cứu Morel đã thành công rồi. Về phần Mickey thì hơi xui xẻo. Nhưng nói thế nào nhỉ? Là nhiệm vụ thôi. Này Chip à, hãy đảm bảo là anh em sẽ an toàn chứ. Được rồi. Đến Morel, Morel là một ả cứng cỏi. Nhưng đáng lẽ cô ta nên báo vụ này lên trên sớm hơn. Nhiệm vụ này phức tạp hơn ta tưởng nhiều.
Thế là sao chứ? Tôi tưởng đây đơn thuần chỉ là giải cứu công nhân Mỹ mà thôi. Đúng rồi. Đến khi có thông tin từ cái di động các anh ấy được thì tôi mới biết đó. Và điều đó khiến tôi nhận ra có gì không đúng. Có gì không đúng chứ? Crystal và Siban thân nhau hơn ta tưởng nhiều. Và Siban là kẻ rất khó lường. Hắn là tên phiến quân Hồi giáo. Và chẳng màng đến tiền và ma túy đâu. Bạn thời thơ ấu của hắn Crystal là đầu nậu phải không? Tên đó không phải là đầu nậu đâu. Chỉ là tên buôn lậu mà thôi. Sao không đùa đấy chứ? Chính xác là vậy đấy. Siban muốn giết hết người Mỹ. Và Crystal biết cách đưa bọn họ vào lãnh thổ của Mỹ. Và y hệt như phim Big Trouble in Little China. Chúng sẽ chơi chúng ta ngay tại sân nhà. Tôi vừa nói chuyện với cấp trên về lực lượng đặc nhiệm. Và nhiệm vụ là thế này. Tôi cần AJ và Ray trinh sát tình hình trong 2 giờ. Và họ sẽ đi nhờ máy bay tới châu Phi. Sao lại là châu Phi chứ? Nhờ cái điện thoại mà ta lần ra một cái sân bay ở đó. Và tôi nghĩ Shabal sẽ ở đó để chuyển vũ khí sang phía Tây. Ông nói phía Tây sao? Ý ông là phía Tây của Mexico. Đúng rồi, Tây Mexico, đó là trường hợp xấu nhất. Hai cậu và những người còn lại trong trung đội sẽ ở đây đợi lệnh. Các cậu sẽ là mũi công chủ lực nếu có chuyện gì xảy ra sát chết Mỹ. Rõ rồi sếp. Nhưng sếp có ở đây chỉ huy chiến dịch không chứ? Không đâu, Crystal. Hắn đã đá đứt tôi một cái, tôi chuồn mất dạng. Nên tôi sẽ nhập hồn với đội C4. Và rồi cả đội sẽ săn lùng hắn ở Nam Thái Bình Dương. Nghĩa là tôi sẽ được nằm dưới tầng cọ và thưởng thức Mai Tai. Được rồi, nhớ bảo trọng đó. Chúc may mắn với đứa bé nhé, Trung Quý à. Còn ai biết nữa không? Vài người quan trọng thôi. Quan trọng với ai chứ? Cậu à? Tôi cũng nghĩ thế. Tôi sẽ phổ biến lại cho bọn họ. Chờ chút đã. Người anh em à, tôi chưa từng viết cái này bao giờ cả. Tôi cũng cùng chiến tuyến với cậu đấy. Vì thú thật với cậu, tôi đã nghĩ đến việc gọi đến cấp trên và xin phép cho cậu về nhà rồi. Nhưng giờ nhiệm vụ rất phức tạp. Và thực sự cần cậu ở đây. Cậu nhớ nhiệm vụ lần trước tại Anh Ba không? Ừ. Khi cậu nhận nhiệm vụ đó, cậu nói tới không phải tham gia. Tôi đã trằn trọc vì nhận ra điều cần làm ngay lúc đó là trở về nhà. Nhưng nếu cậu gặp chuyện gì khi làm nhiệm vụ, thì tôi sẽ hối tiếc vì đã không sát cánh bên cậu. Cảm ơn cậu đã quan tâm đến tôi từ bấy lâu nay. Nhưng tôi đang có vài việc với cấp trên. Và nếu tôi có thể, và công việc tà tà, tôi sẽ nghỉ phép 2 tuần. Tôi thật sự mong như vậy đó. Còn nếu không, tôi sẽ dùng mẫu giấy này để cất máy bay đấy nhé. Đi đi. Cái tàu lặn sâu 50 mét đi. Lặn đi. Hạ kính tìm dầu, các cửa đều an toàn. Rồi, chào các anh, chào ngài. Cảm ơn vì đã đến sớm, không có gì đâu. Ngồi đi, cảm ơn. Bulldog sẽ hỗ trợ cho chúng ta, chúng tôi cần có tàu điều đó và thu thập thông tin. Rồi mang về đây, có gì thắc mắc không chứ? Sếp à, tôi muốn hỏi, đã biết thời gian và địa điểm gặp mặt rồi. Nhưng nếu cuộc gặp mặt không diễn ra như kế hoạch thì sao đây? Ngài muốn chúng tôi bám sát mục tiêu đến khi nào đây? Chuyện này rất quan trọng. Nên tôi muốn các anh nắng lại đó một chút. Rõ rồi, rõ cả rồi chứ. Chân thưa sếp, rõ thưa sếp. Jay và AJ đã chuẩn bị xong chưa? Sẵn sàng xuất phát. Mở cửa khoang. Clear.
Cậu có thấy không? Có, ba xe tải đang tiến vào. Một xe chở nhiên liệu, hai xe jeep và một vài thằng lính đang ở phía sau. Một tên trang bị súng 50 ly. Cậu nghe thấy không? Tôi có tưởng máy bay của quân ta. Đúng rồi, ta cũng có vài chiếc như thế. Vừa đúng lúc mấy tên này xuất hiện. Chúa ơi, đưa tôi cái máy ảnh. Này Tia, à, ta có hai máy bay ở dưới kia, hướng đông nam và không có số hiệu. Ghi lại chưa? Rồi, không có số hiệu. Ray, last time I checked, you were in Africa, right? Yeah. Why, what's up? Có khoảng 16 người Philippines dưới kia. Chúng đang hướng về Mecca và cầu nguyện. Người Philippines sao? Đúng rồi, không phải là bọn lính đen đâu. Tôi thấy họ đang cầu nguyện, cũng có vài thằng Nga nữa đó. Hai người lại đi, cẩn thận với mấy cái hộp đó có nghe không? Trên một cái là tất cả chúng ta lên thiên đường hết đó. Ngài sẽ đổi máy bay và sẽ qua hai cửa khẩu khác. Để thận trọng thôi. Một khi đến lên đảo, người của ngài sẽ có đủ thời gian chuẩn bị. Một người bạn sẽ đón ngài và giúp ngài phần cuối chặng đường. Bulldog, red room, kiểm tra điện đàm, hết. Rõ, nghe rõ. Chú ý, có hai máy bay cất cánh theo hướng đông từ khu vực. Ten, Papa, Lima, Sierra. Vui lòng xác nhận khi thấy mục tiêu, hết. Rõ rồi, hai máy bay, vị trí Ten, Papa. Này Chief à, cậu sẽ không tin nổi đâu. Một trong hai... hai máy bay mà Roger Aja đã nhìn thấy vừa hạ xuống đảo Cerro, ngoài khơi Mexico, máy bay chở Seban và một số phiến quân. Cậu đùa đấy sao? Không hề đâu, có vẻ chúng ta phải tấn công mục tiêu này rồi. Xếp dài và đội thuyền SWCC vừa xuất phát, thêm chút thông tin nữa thì sẽ rõ hơn thôi. Được rồi. Bảo trọng đó, anh biết rồi mà. Anh phải đi đây cưng à. Em yêu anh. Anh yêu em. John à, bố không muốn con chơi với mấy đứa đó đâu. Nghe bố không? Được chứ. Tố, bố sẽ gọi lại sớm. Rồi.
12 giờ. Đã xong rồi, khoang lái an toàn. Sếp à, an toàn rồi. Chào, anh khỏe chứ? Anh ổn chứ? Anh nói tiếng Nam Tư sao? Nga. Anh là người Nga à? Đúng rồi. Tôi không biết tiếng Nga. Tiếng Anh nhé. Bắt đầu nào, tiếng Anh xài được. Các chè trói cho hắn đi. Nếu được cởi trói, anh không làm gì điên rồ đấy chứ. Crazy Ivan, đại loại thế. Anh là người Nga sao? Đúng vậy, người Nga. Không sao chứ? Vẫn tốt, cảm ơn. Không có gì. Xin lỗi, tôi chưa biết tên anh. Tôi là Otto. Otto. Ừ, còn anh thì sao? Hân hạnh được gặp Crystal. Crisco à? Crystal. Cho cậu quyết à? Tôi còn phải đá đều những miếng đề can trên ngực của cậu tới khi nào nữa đây? À, nói chẳng chỉ đồ xài một lần ấy mà. Sau vụ 11 tháng 9 thì chúng tôi đã gửi cả tá cho toàn trung đội rồi. Nhưng sau chiến dịch này, tôi sẽ tặng lại cho cậu có được không? Không, không, tôi không lấy gia quy của cậu đâu. Tốt thôi, tôi cũng chẳng muốn tặng cậu nữa. Hơn nữa, hình trước tôi đã thấy cậu bỏ thứ gì đó vào túi rồi. Là cái gì? Tôi thấy cậu mang thứ gì đó trong cái túi quần kia kìa. Nó là gì thế? Là cờ của ông nội tôi, đẹp đấy. Bố tôi đưa cho tôi và ngày nào đó tôi sẽ trao lại cho con trai của mình. Tuyệt đó, thích thật đấy. Du thuyền của anh long lanh đấy chứ. Rất tuyệt, cảm ơn. Tôi tin nó được gọi là Starship. Starship sao? Tôi thích anh phát âm từ Starship. Rất giống người Nga. Cái gã trong Starship, anh ta tên gì nhỉ? Scotty à? Tôi không biết. Anh chưa xem Star Trek sao? Chưa. Ồ, sẽ làm lớn rồi đó. Vậy vấn đề là thế này. Ngày xưa anh đáng tiền lắm, nhưng giờ thì là dễ rách thôi. Và tôi vẫn là tôi. Thật sao? Đúng thế. Được rồi, để tôi nói cho anh biết. Về quy luật của thế giới này, Crisco à? Là Crystal. Crystal, tất nhiên rồi, xin lỗi. Không sao. Tôi sẽ nói về quy luật sự thật của thế giới. Bắt đầu đi, đây không còn là du thuyền của anh nữa rồi. Từ lúc tôi bước qua cánh cửa kia thì anh không còn là anh nữa rồi. Không một chút nào đâu. Tôi chẳng thể làm gì để ngăn chuyện đó cả. Tôi không thể giúp anh trừ khi anh để tôi giúp mà thôi. Ta phải hợp tác với nhau, anh bạn à. Anh và tôi. Quan hệ giữa anh và bọn phiến quân Hồi giáo ra sao đây? Anh là người Do Thái, có đúng vậy không? Shabon là gì của anh chứ? Anh có bạn thân từ thuở bé không? Gì cơ? Anh có bạn thân từ thuở bé không? Có chứ, giống như cùng chơi, cùng đá bóng mà thôi. Hay là anh thường chơi gì, bóng chày có đúng vậy không? Đại loại thế. Rồi sau đó anh đi theo con đường riêng của mình. Vài vài năm sau anh gặp lại, và anh hoàn toàn không nhận ra người bạn ấy. Đó là điều xảy ra với Shabon. Và chúng tôi cùng sở thích. Và rồi anh ta đã nảy ra ý tưởng điên rồ này vì đức tin của mình mà thôi. Tôi không cần phải có chung đức tin đó, nhưng đó là một chàng trai thông minh. Anh biết đấy, nó cũng giống như là, đây là tôi. Và đó là Shabon. Phải thế không? Và nước Mỹ nằm ở giữa. Thật thế à? Chính xác đó. Ý tưởng hay có phải vậy không? Cái này anh nghĩ đây là trò chơi sao? Phải vậy không? Anh thấy vui lắm mà. Không phải vui, anh biết mình đang làm gì không? Thật với cậu chỉ huy lắc đôi. Các đồng nghiệp nước bạn đã chiếm được Bravo rồi. Chỉ hướng các anh có thể đến thẳng mục tiêu Alpha. Rõ, đến thẳng mục tiêu. Tôi chỉ trả lời người nhà tôi thôi. Vợ con tôi.
và không ai khác cả. Trễ hẹn sao? Mấy trò lố bịch đủ rồi đấy. Thật sao? Ừ. Vấn đề là thế này. Anh rất yêu gia đình có đúng vậy không? Đúng thế. Thế còn con gái anh thì sao? Con gái tôi làm sao chứ? Anh có mong được gặp lại nó không? Từng phút trong đời của mình đó. Tôi muốn anh xem cái đó để anh có thể nghiêm túc suy nghĩ vài chuyện mà thôi. Bởi vì anh sẽ ngồi trong một cái khám nào đó. Anh sẽ được đối xử đúng mực và nhân đạo. Và rồi con bé sẽ lớn lên và lập gia đình. Còn vợ anh sẽ tìm một người chồng khác. Và anh sẽ bỏ lỡ tất cả. Nếu tôi làm điều gì đó gây nguy hiểm cho gia đình thì cảm giác của tôi cũng sẽ giống như anh lúc này. Anh hứa là sẽ không động đến gia đình của tôi chứ? Tôi sẽ không bao giờ động đến gia đình của anh đâu. Chắc chắn không. Ông đã từng nghe gì ceramic ball bearings? Bi sứ chưa? Chưa đâu. Thử tưởng tượng 16 chiếc áo cảm tử và bên trong chứa đầy bi sứ qua mặt được mọi máy dò kim loại và trạm kiểm soát ở nước Anh. Và anh nghĩ nền kinh tế của nước Anh đủ tồi tệ rồi sao? Và thử nghĩ xem truyền thông sẽ làm gì khi biết việc này đi. Vụ 11 tháng 9 chỉ như đi dạo công viên mà thôi. Công viên trung tâm ấy. Vậy ý anh là có 16 tên khủng bố mặc áo cảm tử và sẽ tiến thẳng vào nước Mỹ. Vậy chúng sẽ đi đâu chứ? San Diego, San Francisco, Houston, San Francisco, Houston, bất cứ thành phố nào anh nghĩ đến. Vậy nó đang xảy ra vào ngay lúc này, ngay trong khi chúng ta nói chuyện đó. Xin lỗi, ngay trong khi chúng ta đang nói chuyện. Làm thế nào để ngăn chuyện này đi? Tôi không thể. Blackbeard tiên phong, chúng tôi đã vào vị trí rồi. Roger. Rõ.
Carlos à, cửa kìa. Cứu tôi với. Có súng đó. Đi, ra ngoài đi. Trap bác, lại bớt đi. Đang giao chiến giữa thị trấn Nam Giang này. Đang ở đâu thế? Overwatch, được phép nổ súng. Nổ súng đi. Tôi vừa thấy hai tên trên chiếc xe tải đi về hướng nam đó. Tôi thấy chúng rồi. Hạ hai tên trong xe đi. Sếp, sếp à, Trung Quý, anh ổn chứ? Tệ thật, cậu kiểm hợp đó sao? Ừ. May là quả đạn lép, không thì toi rồi. Chúa ơi. Không phải loại áo bọn y trách dẫn dùng. Loại này sát thương ác hơn đó. Ta nên có cái này đi chỗ khác nhỉ? Này, Sony à, kiếm chỗ có cái này được không? Chiếm được mục tiêu rồi, thiết lập an ninh. Một người tới phía bắc, ba phía nam. Đây là mục tiêu của các bạn. Tôi rất tự hào vì các bạn.
Chúng ta giờ là một gia đình rồi. Này chế bà, đã dọn sạch mục tiêu. Mọi thứ đã an toàn. Cảm ơn cậu. Chỉ huy à, nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu. Chờ xem biến động, anh mới hạ được một nửa số phiến quân mà thôi. Mục tiêu an toàn, sếp à. Nhiệm vụ chưa xong đâu. Giờ nghe này, nửa số còn lại sẽ vượt biên bằng mạng lưới đường hầm ở Mexicali vào lúc 7 giờ sáng. Chúng tôi đang liên hệ với chính phủ, nhưng tạm thời trực thăng sẽ thả các anh xuống ngoài ô thành phố. Sĩ quan Bayrod, đồng liên lạc của ta đang chờ ở đó. Tôi sẽ thông tin chi tiết trên đường đi. Chỉ huy, anh hiểu rõ chưa? Đã rõ rồi. Có một chiếc trực thăng trên băng tàu. Ta sẽ gặp sĩ quan đặc nhiệm New Mexico gì đó của anh ta. Họ sẽ giúp xác nhận mục tiêu và tham gia cuộc đột kích với ta. Cậu đã nói cái khỉ gì thế? Ta vẫn chưa tóm được bọn chúng đâu. Thế nhóm còn lại ở đâu chứ? Chúng ở gần biên giới Mexicali. Được rồi, chỉ số anh em còn lại họ trở về tàu kiểu gì đây? Mẫu hạm Bonhomer chắc đã tới nơi rồi. Họ sẽ cử một đội nhiệm lính thủy giúp ta xem xét mục tiêu. Sau đó sẽ rút lui. Được rồi, đội một giờ tôi sẽ lên đường đi. Chuẩn đó, đội hai ở lại đây sẵn sàng tác chiến. Rồi rút quân cùng lính thủy. Được rồi. Chúng ta sẽ di chuyển theo hướng bắc qua thị trấn, vì gặp nhau vào lúc mặt trời lên. Và nhóm kia sẽ tới Texas vào ngày hôm sau. Wazuret, có hiểu không? Này sếp à, ai mà cho ta chiến trong lãnh thổ của Mexicali vừa đi? À, vụ này ở trên cửa bự đưa xuống đó. Và bộ ngoại giao sẽ lo vụ này. Thưa sếp, kênh 2. Này, nếu cứ đà này, Jackie sẽ phải vượt đạn một mình đấy. Tuy nhiên, nếu ta đánh trận này nhanh thì cậu có thể cưỡi lừa về nhà đấy. Này, cậu không cần cưỡi lừa đâu nhé. Này, cậu đã xin được hai tuần phép chưa? Tất cả thời gian tôi nói chuyện với cái điện thoại vệ tinh không phải để thuyết phục họ cho tôi về đâu, mà là để thuyết phục cho cậu chỉ huy đội đó. Sếp, trung úy, có vẻ chính phủ rất bận rộn để thực hiện quá điều này nhỉ? Theo tôi biết thì ai cũng bận rộn cả. Và có thứ mà cậu phải hiểu rồi. Cấp trên của tôi rất ngại bọn Mogadishu, Mexico đó. Và họ không muốn có thảm họa như phim Black Hawk Down đâu. Vì vậy ta cần phải làm điều này thật êm ấm. Tôi hiểu mà sếp à, tốt rồi. Tôi đánh giá cao sự có mặt của đội anh. Nhưng chúng ta đã hết thời gian rồi, ta phải đi thôi. Và hãy cho tôi biết địa điểm và giúp tôi xong chuyện đóng này lại. Được rồi, chúng ta sẽ dùng hệ thống đường hầm dưới một nhà máy sửa. Và có gợi cho anh điều gì không đây? Tôi biết chính xác chỗ đó. Và không xa đây lắm đâu. Vì đó là nơi ta sẽ đến. Trong mọi nơi ở Mexicali mà anh có thể chọn, và chỗ đó có thể là tệ nhất. Bọn mafia đã quản khu vực đó ở mọi góc độ, và chúng ăn đứt tay vì quả lực đó. Vì tiếp cận mục tiêu sẽ rất khó khăn đi. Sếp à, có 8 tinh ngoại lai đang tiến vào đất nước của ta, và không cần phải nói, chúng chẳng ưa gì ta cả đâu. Nếu chúng đang ở nhà máy đó, thì chúng ta sẽ tới đó thôi. Trung úy, tôi sẽ đưa anh đi bất cứ chỗ nào anh muốn. Nhưng hãy chuẩn bị những lần cho trận đánh lớn dự sức tình thường này đi.
Anh không chỉ đối đầu với 8 người đâu, mà còn cả đội hộ tống nữa chứ. Nếu mấy tên đó vào được đường hầm, chúng sẽ biến mất như ma. Armas. Anh sẽ vào hầm qua lối này, đi khoảng 11 km tới ngã ba. Người của tôi sẽ cho anh biết đi lối nào. Và khi anh tới được điểm này, việc của tôi coi như là xong rồi. Anh tự lo phần còn lại đi. Còn khoảng 30 giây nữa. Một phút nữa sẽ đến cột phía nam. Chúng ta phải đi thôi, ngay. Vamos. Đi thôi. Tito Calang. Cô ở lại đi. Để hai người lại đi. Chúng
chúng ta đến đó. Quay đi. Tôi cần cậu xử lý triệt để. Quát rôn đi. Cổng đi. Xeo à, tôi lên cửa chính đi. Đi thôi. Sao vậy chứ? Cô sẽ gặp chồng mình trên thiên đàng. Có bơm. Lại chứ. Chết tiệt thật, sếp à. Anh sẽ giải thích thế nào với gia đình tôi đi. Hãy sống sót trở về để tôi khỏi phải giải thích gì nhé. Lựu đạn đó.
Trung úy. Jeff, để tôi lo anh ấy. Đi tiếp đi, ta sẽ yểm trợ cho. Vào đường hầm đi. Jeff. Jeff à. Đột kích 2. Đây là đột kích 1. Thông báo, đường hầm đã an toàn. Tất cả địch đã bị tiêu diệt rồi. Trung úy và Jeff đã bị hạ. Tôi nhắc lại, Trung úy và Jeff đã bị hạ. Bố cháu là một người tốt. Lớn lên không có vậy, cháu sẽ rất khó khăn, sẽ đau khổ. Cháu sẽ thấy đơn độc như lên đên giữa đại dương vô bờ bến. Cháu sẽ tự hỏi, tại sao là tôi? Tại sao là ông ấy? Hãy nhớ rằng, cháu có dòng máu chiến binh chảy trong huyết quản. Lý tưởng làm nên con người của cha cháu cũng giống như lý tưởng khiến cho cháu trở thành người mà ông ấy sẽ tự hào và hãnh diện. Hãy cất nỗi đau của cháu vào hộp và khóa nó lại, giống như những con người trong bức tranh mà cha cháu thích. Và chúng ta là người đã tạo nên những chiếc hộp lâu đài của những mất mát và chiến thắng, của đau thương, hy vọng và tình yêu. Không ai mạnh mẽ hay nguy hiểm hơn một người sẵn sàng bộc lộ được hết cảm xúc của mình. His past. What?